Và lúc này thì tỉnh Quảng Nam cũng đang tích cực triển khai lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những ngư dân mất tích sau khi hai tàu cá bị sóng lớn đánh chìm. Vào sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu QNA90927TS bị sóng đánh chìm ở bờ biển thành phố Quy Nhơn vào khoảng 240 hải lý. Một tàu cá gần đó đã vớt được 37 thuyền viên, hiện vẫn còn một ngư dân mất tích. Còn trước đó, vào tối qua, thì tàu cá QNA90129TS bị lốc xoáy đánh chìm cách mũi An Hòa vào khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam. Một tàu cá hoạt động ở gần khu vực đó đã vớt được 40 ngư dân và hiện vẫn còn 14 ngư dân mất tích. Để có thêm thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đang được các lực lượng phối hợp thực hiện như thế nào, chúng tôi kết nối điện thoại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thành. Thưa ông Lê Chí Thành ạ, công tác các lực lượng cứu hộ của tỉnh Quảng Nam đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân chìm tàu như thế nào và kết quả hiện nay ra sao ạ? Hai tàu của ngư dân huyện Núi Thành thì trong đó có một tàu chở 38 người, tàu còn lại chở 54 người và hai tàu xuất bến vào ngày 5 và ngày 6 tháng 10. Thì khi nhận được cái thông tin tàu bị nạn này thì lực lượng biên phòng Quảng Nam đã khẩn trương liên hệ với các cái tàu đánh cá ở khu vực mà hai tàu bị nạn để đề nghị hỗ trợ cho các cái tàu đó. Và các tàu đã nhận được tin đã có 7 tàu tiếp cận để mà cứu các ngư dân. Thì đến nay là đã cứu được 80 người. Trong đó thì có một người đã tử vong và còn lại 13 người thì đang mất tích. Và chúng tôi cũng đã tích cực liên hệ để mà khẩn trương hỗ trợ cho các lực lượng. Chúng tôi đã phát văn bản đến Ủy ban Quốc gia ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn và các cái lực lượng có liên quan. Và hiện nay thì một tàu cảnh sát biển vùng 2 và ba tàu kiểm ngư của Hải quân vùng 4 thì đang trên đường cơ động đến hai tàu đang chở các ngư dân bị nạn này. Hai tàu này thì tổng số lao động ở trên tàu là một tàu 99 người và tàu còn lại là 90 người. Tình hình thời tiết chúng tôi được biết thì cũng không có phức tạp, nên dự kiến khoảng 6 đến 7 giờ tối nay thì có thể tiếp cận được. Chúng tôi đang khẩn trương chỉ đạo thành lập cái tổ công tác để nắm bắt mọi tình hình để tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn cứu sơ cứu cho người dân ở trên hai cái tàu đó. Dạ vâng, thưa ông, hiện nay thì cái việc tìm kiếm cứu nạn những cái nạn nhân còn đang mất tích ý, thì có gặp phải những cái khó khăn gì hay không và địa phương có cần hỗ trợ gì từ các lực lượng khác hay không trong việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ạ? Theo chúng tôi được biết thì tình hình thời tiết cũng ở cái khu vực vùng biển này cũng không quá phức tạp. Vâng. Do đó mà các cái tàu của ngư dân ở xung quanh khu vực đó thì đang tích cực để mà tìm kiếm. Nhưng mà chúng tôi cũng vẫn rất là mong các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Hải quân vùng 4 và lực lượng cảnh sát biển vùng 2 tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị tàu của mình khẩn trương cơ động đến các cái khu vực mà tàu đang neo đậu bị nạn. Thì nếu mà chậm thì nó có thể xảy ra sự khó khăn ở trên các cái tàu này vì các ngư dân đã được vớt lên nhưng mà sức khỏe đang rất là yếu. Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Lê Chí Thành. Thưa quý vị, về thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những ngư dân mất tích sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.